Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming em ơi. Dư Khải kính chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Lần này thì Khải sẽ solo một cao thủ con long đao khá là hot, cũng như là con long đao này có thể nói đây là con long đao No 1 server em ơi. Đây nè, đang đứng nằm top 1 server với đẳng cấp 100. Và ngày hôm nay thì được top, đó là top 3 tổng kim. Mấy trận trước đó cũng lên top khá là khác anh em. Hôm nay thì Khải có cơ hội được Khải solo, tại vì hôm nay đi cùng bên anh em, đi cùng bên thì Khải solo. Hôm nay Khải được top 4 rồi. 151 mà thua 4 mạng, nhưng mà thua đến mấy cái điểm lận. Chắc là mình chém chắc toàn mấy ông binh sĩ các kiểu này điếu. Rồi hôm nay thì set đồ của BB Avalon ở càng 1 như thế nào anh em cùng xem thử nha. Hiện tại hôm nay thì ăn được 53k, 155 mạng và tử vong 19 lần, giữ tử vong khá tốt, liên chạm được 31. Đó. Rồi, top 1 là đại hình là Võ Đan, cộng cái view con long đao, bơ con long đao, khải con long đao, Caravan Thiên Nhẫn, Kim Đường Tôn, Võ Đan, Tao Nát con long đao, 19 Redemption như là Võ Đan, Chim Lưu Cách, không biết chừng cách chân vỏ đang mạnh lắm con long đao. Trên cái top này đa số con long đao em ơi, ta tầm này con long đao khá là nhiều cho anh em xem set đồ cao thủ này nha anh em ơi. Hiện tại set đồ này thì đầu tiên chúng ta cũng đỡ ý một cái đao, hiện tại đang sử dụng một cái đao top 30 minh sắc 43, có thể cái đao này có thể đỡ bk bên ngoài cũng khá ok, đọc móc 32, đọc móc 31 chứ top 30 mà minh sắc 31. Một cái áo kim 40 vật sinh lực 143, sinh lực khá là cao, nón chống 40 chống 30 kháng hỏa, gia truyền kháng cả 17, wow, gia truyền chắc VIP nhất này mà, kháng cả 17, kháng đọc 17 luôn. Quá đẹp, gia truyền này chắc tiền không đó nè, chắc phải hơn chục củ là ít này mà, hơn chục chai là ít. Nón chón kháng hỏa sinh lực, nội lực, bao tay 540 sinh lực cao, wow, bao tay này cũng khá là đẹp này mà, bao tay này chắc phải vài chục kim, ít nhất phải từ 15 đến 25 kim, bao tay này dặn hàng nô nè. Đại chón 40 sinh lực, nhận chón 20 sinh lực cao. Nếu mà với hiệu ứng chón như thế này thì được cho mình đó là 20, 40, 60 và đây là 30, 90 chón, ngập bội sức mạnh 10 và khăn lôi, nhận khăn lôi, khăn lôi 15, sinh lực cao, giày khăn lôi 30, ôi đổi giày mắt pin luôn, đau giày nô 1 luôn. Ở mà nói set đồ này thì con long đao đang top 7 server luôn nha nào. Set đồ này hàng nô khá nhiều nè mà, gia truyền nô này, bao tay nô này, nô 1 luôn này, gia truyền nô 1 này, đôi giày nô 1 này. Cái đao này cũng khá tương đối, hiện tại đỡ mà nói đao top bằng sắc cũng hàng hiếm nè, cũng dạng hàng nô rồi. Quá đẹp, cái đồ này phải vài chục củ ít nè, không dám biết bao nhiêu tiền, nhưng mà đồ quá đẹp, sinh lực khá cao nè, toàn trên mười mấy trở lên thôi sinh lực nè, thôi nên là con long đao này build cái đồ này quá chuẩn nè mà. Chỉ có cái đai lưng này hơi, đai lưng của đôi giày thì sinh lực không có thôi, hơi ít thôi, còn lại tất cả đều sinh lực khá đẹp đó. Ok anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho BB Avalon, một trong những con long đao No 1 server, và như thông tin khả biết thì anh này đã mắc vào long tịch tại kênh rồi nha nam, anh này mắc vào long tịch tại kênh rồi nha nam, với sự đầu tư khá là chắc của cầu thủ BB Avalon này thì hôm nay đã được top 3 tổng kim. Rồi xin chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên đỡ lại cho Dư Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi, và anh em thích cao sơ đồ cầu thủ nào thì comment bên dưới đỡ những cái cơ hội mà Khải có gặp mặt anh em, Khải sẽ sơ đồ cho anh em xem nha. Bây giờ thì Khải sẽ lên đi phong độ với bang này mà.